các nhà mạng đảm bảo an toàn thông tin liên lạc dịp Tết Giáp Thìn. Các ngành đơn vị chức năng bước vào đợt cao điểm triển khai kế hoạch phục vụ Tết, bảo đảm cảnh quan môi trường cho nhân dân đón Tết. Hải Phòng tăng tốc đón dòng vốn đầu tư, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương yêu cầu các đầu mối xăng dầu, điện, phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đảm bảo cung ứng đủ trong dịp Tết Nguyên đán và trong cả năm 2024. Ngay sau khi công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu về việc đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu, điện, phục vụ sản xuất và kinh doanh, tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và trong cả năm 2024, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ ngành, doanh nghiệp có liên quan, đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện. Năm nay, dự báo nguồn cung cơ cấu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng ước đạt khoảng trên 28 triệu mét khối trên một tấn các loại, tăng 10% so với năm ngoái. Theo yêu cầu đề ra, trong những ngày nghỉ Tết, các điểm kinh doanh bán lẻ xăng dầu sẽ duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục. Trong các ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 8 tháng 2 năm 2024, 29 Tết cho tới ngày 14 tháng 2 năm 2024, mùng 5 Tết, ngành điện không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc phải cắt điện để xử lý sự cố. Các nhà mạng đã chuẩn bị các phương án kỹ thuật tăng cường chất lượng mạng lưới để đảm bảo mạng lưới ổn định, thông suốt trong thời khắc đêm giao thừa và đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Theo đó, VNPT đã bổ sung trạm phát sóng di động triển khai nâng cấp tài nguyên phần vô tuyến cho hơn 3.000 trạm phát sóng để đảm bảo chất lượng mạng tại gần 300 địa điểm tổ chức lễ hội lớn trên toàn quốc, dự báo sẽ tập trung đông người. VNPT cũng chú trọng đến yếu tố di dân trong quá trình về quê ăn Tết từ các khu công nghiệp về các địa phương và đã có phương án bổ sung năng lực tại các địa phương đó. Còn Tổng công ty Viễn thông Mobifone cũng thông báo đã chuẩn bị các phương án kỹ thuật tăng cường chất lượng mạng lưới để đảm bảo mạng lưới ổn định, thông suốt trong thời khắc đêm giao thừa và đón xuân mới Giáp Thìn. Tại các khu vực trọng điểm diễn ra các lễ hội và tập trung đông người, Mobifone đã thực hiện khảo sát, hoàn thành các công tác triển khai đo kiểm, đánh giá chất lượng vùng phủ sóng, lắp đặt, bổ sung các trạm phát lưu động, tăng cường vùng phủ sóng, mở rộng tài nguyên cho các trạm 4G để đảm bảo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 đạt 2,58%, tương đương 16.900 tỷ đồng, cao hơn cả số tương đối và số tuyệt đối so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả trên đạt được là nhờ quá trình chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định rõ những vấn đề vướng mắc khó khăn trong từng ngành, lĩnh vực, từng khâu của dự án đầu tư công. Năm 2024, Thủ tướng đã giao ngay 100% vốn đầu tư công là 657.000 tỷ đồng. Ngay trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, đến thời điểm này, các cơ quan đã giao cho địa phương 632.000 tỷ đồng, tương đương gần 97%. Qua ghi nhận của NAPAS, tháng 1 năm 2024, số lượng giao dịch chuyển tiền tăng 5% so với tháng 12 năm 2023 và tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1 năm 2024 giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khẳng định rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm. Theo thống kê của NAPAS, số lượng giao dịch qua ATM trên toàn quốc đã giảm đến 17% trong năm 2023. Điều đó cho thấy nhu cầu rút tiền mặt của người dân đã giảm, thay vào đó là những hình thức thanh toán phổ biến hơn như thanh toán qua chuyển khoản hay mã QR. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2023, thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 11 tỷ giao dịch, tăng gần 50% so với năm trước với tổng giá trị hơn 200 triệu tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 1 năm 2024 đạt 30.648 tỷ đồng, bằng 8,17% dự toán, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất nhập khẩu hàng Việt tháng 1 năm 2024 tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ năm trước là tín hiệu khởi sắc tích cực. Tuy nhiên, không thể chủ quan bởi năm 2024, nền kinh tế thế giới còn tiềm ẩn khó khăn, nhu cầu tiêu dùng ở nhiều thị trường lớn chưa có dấu hiệu cải thiện. Theo Cục Thuế xuất nhập khẩu, kinh tế Việt Nam bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc, xuất khẩu sau thời gian bị kìm hãm đã phục hồi khi nhu cầu thị trường thế giới tăng trở lại. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ, tăng 24,8% về số doanh nghiệp, tăng 52,8% về số vốn đăng ký.
Năm nào cũng vậy, những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến. Các ngành, đơn vị chức năng theo đó phải dồn sức tập trung cho đợt cao điểm phục vụ Tết, bảo đảm cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp. 100% nhân lực với hơn 1.400 cán bộ công nhân, người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng sẽ làm việc xuyên Tết để bảo đảm vệ sinh môi trường thành phố. Trong đó, ngày 30 Tết là ngày trọng điểm với khối lượng rác dự kiến tăng gấp 3 lần bình thường. Toàn bộ nhân lực và phương tiện sẽ làm việc liên tục qua giao thừa cho đến khi hết rác. Quy trình vận hành phương tiện được bố trí hợp lý để tránh chồng chéo, quay vòng xe nhanh, thuận tiện cho việc vận chuyển rác. Cũng như truyền thống mọi năm thì công ty xây dựng kế hoạch hết sức là chi tiết, nhất là trong cái khâu thu gom, vận chuyển và xử lý. Cái lực lượng vận chuyển của công ty thì đã đủ các cái đầu xe, cơ giới, đủ các cái nhân lực, không để tồn động rác qua đêm. Ngoài ra, trong cái dịp Tết này, mặc dù công việc bận rộn nhưng mà nó cũng làm cái dịp mà tuyên truyền cho nhân dân phân loại rác rất là hiệu quả. Thời điểm này, tại các hồ điều hòa, kênh mương lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng thường xuyên vệ sinh mặt nước, phun rửa bờ kè, rắc vôi bột, phát quang, dọn cỏ quanh khu vực, bảo đảm cảnh quan xanh sạch đẹp. Công ty cũng sẵn sàng phương án ứng phó nếu thời tiết mưa to bất thường những ngày trước, trong và sau Tết. Phục vụ Tết, chúng tôi bố trí tổng cộng 400 cán bộ nhân viên một ngày, kiểm tra, bảo dưỡng tất cả những cánh phai, cống ngăn triều, trạm bơm, nước mưa, nước thải. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến ba cái trạm bơm lớn, trạm bơm máy đèn, trạm bơm vĩnh điện và trạm bơm ba tổng. Trong Tết chúng tôi sẽ bố trí anh em trực 24/24, dự phòng sự cố có thể xảy ra. Khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ Tết thì cũng là lúc nhiều đơn vị chức năng bước vào đợt cao điểm, ứng trực để giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị, tạo thêm nhiều điểm du lịch xuân, ngắm cảnh cho người dân và du khách khi đến với Hải Phòng trong dịp đầu năm mới. Mới đây, trại tạm giam công an thành phố có 74 phạm nhân đủ điều kiện được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp Tết Nguyên đán 2024, trong đó có 23 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, 2 phạm nhân được giảm 8 tháng, 11 phạm nhân được giảm 7 tháng, 14 phạm nhân được giảm 6 tháng, 7 phạm nhân được giảm 5 tháng, 9 phạm nhân được giảm 4 tháng và 8 phạm nhân được giảm 3 tháng. Đây là những phạm nhân có sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu chấp hành quy định, có nhiều tiến bộ trong thời gian chấp hành án. Được hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù ghi nhận, việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân trên là điều kiện, cơ hội cho các phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời cũng là tiền đề cho các phạm nhân đang chấp hành án phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những đợt tiếp theo. Thực hiện chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng đang triển khai xây dựng thêm 15 khu công nghiệp mới với tổng diện tích trên 6.200 ha. Đây là một bước chuyển mình tiếp theo để Hải Phòng tạo sự bứt phá đón dòng vốn đầu tư. Đến nay đã có 2 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư là khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu với 752 ha và khu công nghiệp Tiên Thanh có diện tích 410,46 ha. Các khu công nghiệp còn lại đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện thủ tục, đồng thời triển khai thí điểm chuyển đổi khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái tại khu công nghiệp Deep Sea và Nam Cầu Kiền, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn đem lại nhiều giá trị thiết thực như tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Hải Phòng cũng lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quyết tâm thành lập khu kinh tế tại khu vực phía nam thành phố. Theo đó, Hải Phòng sẽ hoàn thiện đề án thành lập khu kinh tế tại khu vực phía nam thành phố dự kiến trong năm 2025. Khu kinh tế này sẽ có tổng diện tích là 20.000 ha, được đánh giá là đề án tạo sự bứt phá cho thành phố Hải Phòng. Từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2024, lễ hội bơi trải đèn chùa Ngọ Dương, xã An Hòa và lễ hội vật cổ truyền làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương sẽ được tổ chức.
Lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp và nét văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thiết thực, phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân trong và ngoài huyện. Thông qua hoạt động lễ hội, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo và sự đoàn kết trong nhân dân, mở rộng mối quan hệ giao lưu nhằm phát triển văn hóa gắn với du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin Hải Phòng hôm nay, ngày 7 tháng 2 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.